Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Câu chuyện giới trẻ. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV6. Hôm nay chúng ta sẽ đến với vật á quân. Ra mỗi cái chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một vấn đề. Rất là quảng cáo này. Về vấn đề tự lập của giới trẻ. Đến với chương trình chúng ta hôm nay có các bạn Thu Hường. Chào bạn Thu Hường. Bạn Vương Linh và bạn Đình Hiếu. Tiếp. Các bạn đang cầm trên tay những tấm bảng của chúng tôi. Và sau đây để bắt đầu cho chương trình thì tôi xin hỏi các bạn một câu hỏi. Đó là theo các bạn tự lập là gì? Chúng ta hãy cùng viết ra tấm bảng những từ ngữ ngắn nhất về quan điểm của bạn. Viết đi, viết.